Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên buổi giao hữu của game thủ Hello Chip Boy và game thủ BB. Theo một con số thống kê có lẽ là của các nhà cái uy tín thì BB chưa bao giờ thắng Chip Boy. Trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, và ngày hôm nay dường như sẽ đánh tới 7C chứ không chỉ còn là 5C như bình thường. Ngày hôm trước thì Chip Boy thắng 1C và thắng 1 trận. Cái đây chỉ có 2 hôm thôi. Thắng 1C và thắng 1 trận. Vâng, chỉ 1C và 1 trận thôi, nhưng mà là ổn dành cho game thủ Hello Chip Boy. Ngày hôm nay ra chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Hello Chip Boy BB thể hiện cho chúng ta những màn solo giam đầm như thế nào. Và đếm xe tên thì xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Acer AOG Việt Nam đã tài trợ trang thiết bị để đội ngũ kỹ thuật viên GTV Studio thực hiện chương trình này. Cũng xin được cảm ơn kênh Mobile TV đã giúp những khán giả đã có thể theo dõi các trận đấu AOE đỉnh cao thông qua các thiết bị smartphone. Vâng, như hàng tuần thì các bạn cũng biết rồi là chúng tôi, vâng, Game TV có tổ chức những giải đấu. Ở thời điểm này là giải đấu AOE Việt Trung Online lần 2 vào tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần trên kênh sóng của Game TV. Và vào chủ nhật thì sẽ là giải đấu AOE Star League năm 2017 được khởi tranh vào ngày 19 tháng 11 vừa rồi. Và tuần này sẽ là tuần thứ 3, rất căng thẳng, kịch tính. Mọi thông tin chi tiết về AOE Star League các bạn hãy truy cập vào aoestarleague.com để biết thêm về lịch thi đấu cũng như là bảng cập nhật, bảng xếp hạng. Tính đến thời điểm hiện tại khi 6 vòng đấu đã trôi qua trong một giải đấu có tới 18 vòng đấu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên này. Roman và Babylon. Lợi thế ở thời điểm đầu dành cho ép đời của Roman. Thời điểm đầu là thời điểm của ép đời. Và Roman lợi thế hơn so với Babylon khá nhiều. Bài kín dành cho Roman và bài dường như đã đủ. Hiêu 5 một quả và một quả phụ hơi yếu nhưng không sao. Roman bây giờ có đi tìm thêm thì tìm thôi. Còn tôi nghĩ với Roman ép đời thì lên xong vẫn hoàn toàn để vẽ ruộng và ra dân đây. Ổn. Vâng, Roman nó là như vậy. Bãi quả phụ cũng là bãi quả 6 cây. Chấm đen thì chưa biết thế nào đâu. Chấm đen này hoàn toàn vẫn có thể ra được hai con voi. Hoàn toàn vẫn có thể ra được hai con voi. Chứ không phải là chỉ là một con voi đâu. Các bạn cứ chờ đợi mà xem. Cắt dần dần như vậy, bãi quả phụ chỉ là bãi quả 5 và cũng chỉ là một voi. Như vậy thì bài sẽ hơi yếu. Tôi đã nhìn nhầm, đây là bãi quả phụ chỉ có 5 cây thôi, không phải là bãi quả phụ 6 cây. Thao tay vẫn là khá chuẩn ở thời điểm ban đầu dành cho game thủ Hello Chip Boy. Đây rồi, bãi quả phụ nữa, như vậy là mắc binh công nghệ. Đúng là mắc binh. Bài sẽ là bài 25 dân dành cho game thủ Hello Chip Boy khi là người cầm Roman. 25 phù. Bài rất khỏe. Hai bãi quả phụ, voi hiêu về, hiêu 5 và một voi. Chiếc BG thứ hai, xin các bạn chiếc BG thứ ba. 25 hay 26 đây, cùng chờ đợi vào cách ép đời tới từ game thủ Hello Chip Boy. Như vậy là 25 dân. Kích đời là rất sớm. 7 phút 40 dành cho game thủ Hello Chip Boy. Vâng, bắt đầu đóng và cơ cấu nhà hai chiếc BS dành cho game thủ Hello Chip Boy. Một bài đánh mà sẽ là cực khỏe. Và khung nhà. Góc 9 giờ. Vâng, biết là anh em có thể mình đang truy cập vào website gamedv.vn và kèo đấu này. Anh em có thể xem tiếng mic, tiếng game ra làm sao và có thể nói cho mình biết từ mấy giờ mình thấy vừa chỉnh các kiểu của nào điều. Hôm nay thì phó phòng Kami và phó phòng Hải Mario đều mình thích thì hôm nay mình đi uống bia ở Vuzela. Hai anh em và tiếng mic, tiếng game ra làm sao và có thể nói hết. Chị Phòng Vơ sẽ là người làm kỹ thuật trong buổi chiều hôm nay và mình sẽ là người bình luận. Hôm nay phó phòng hôm nay xin phép là tôi bận, có được không ạ?
Vâng, cái ruộng hơi xấu, tức là chim bò một pha lệch con chuột. Đây rồi, đóng lại. Mình biết từ bấy giờ mình thấy vừa chỉnh. À, chết rồi, còn nhựa. Rồi. Vâng, chơi con giò và bắt đầu giò nhà của game thủ BB. BB chưa đào vàng. Ái chà. Chưa đào vàng có lẽ là L2 chưa? 27/28 dành cho game thủ Hello Chú Boy. Đây rồi, nhà của game thủ BB. Vâng, một bài ra ruộng rất là dành cho game thủ Hello Chú Boy. Bánh xe luôn, tăng L xong, hợp lý. Xem có đào vàng em. Xem lại lần nữa đi. Một lần buổi xem có đào vàng không. Rồi, không vàng, như vậy là đánh cung dành cho BB. Vâng, đánh cung dành cho bài Babylon. Vâng, khung nhà vào thì đây sẽ là bài Roman siêu khỏe. Chúng ta lên 3 xong dành cho game thủ BB. Liên tiếp vào ruộng được vẽ dành cho game thủ Hello Chiboy. Dường như đó cũng là một bài khung nhà ở góc 9 giờ. Đúng là như vậy, chúng bạn là góc 3 giờ. Đây sẽ là một trận đua. Tất nhiên người ra dân được sớm hơn là game thủ Chiboy, nó sẽ là một lợi thế. Ăn con tê. Không chen được gỗ. Tăng L không? Đang thiếu gỗ để tăng L. Trước về L thứ hai, chém vào vẩy e. Để ý tơn vẩy e này. Không có tơn vẩy e mà đây sẽ là tơn nâng chặt gỗ và đánh trâu dành cho game thủ Hello Chip Boy. Vâng, cứ bình tĩnh mà phát triển thôi. Roman không ngán gì Babylon cả, đó không phải là cung tuyển. Một trận nhiều khả năng sẽ là 5-6 L dành cho game thủ Hello Chiboy. Có chặt gỗ thì tăng nhà BL sẽ rất nhanh rồi. Quan trọng là cách đứng quần của game thủ Hello Chiboy để có thể bắt được những tuần cùng G đi ra khỏi nhà tới từ game thủ BB. Bài khung kín dành cho game thủ BB. Trường hợp để vâng nâng đào vàng hai, chúng ta là nâng đào vàng và ăn bãi vàng thứ hai sẽ là cực ổn. Dường như chú Boy đang muốn đi công cạn, tôi nghĩ là vậy. Hai L vắt đều và đi công cạn. Một chiếc nhà BA ở trong nhà và một chiếc K sẽ đẩy lên. Đối đánh là chuyển hóa khá nhanh tới từ game thủ Hello Chú Boy. Đối phương 32 dân, Chú Boy 37 dân thì đối phương bắt đầu nở cung giờ rồi. Tôi nghĩ là cũng tích đồ và làm thêm tơn chém 4. Chất ăn bãi vàng mới em. Ăn bãi vàng mới, ở phía dưới sắp mép với bản đồ luôn. Dân vàng đang đông sẵn rồi. BS và ăn bãi vàng mới luôn. Chuyển bớt dân ăn vàng ở bãi đầu tiên ra để ăn bãi vàng mới là đẹp. 22/50/48 dành cho Chiboy. Rất khỏe rồi. Hai nhà K được xây ra chứ không phải là một nhà. Đánh cá trâu của game thủ Hello Chiboy bắt đầu di chuyển chém ra phía khu vực có sự góp mặt của hai nhà BK này. Vâng, kèo ngày hôm nay là kèo free, kèo phục vụ khán giả một cách free. 41 dân tới từ BB. Kèo free dành cho anh em. Tăng L3 không? Tôi nghĩ là không, khi mà đang tập trung vào việc sóc ca. 2K và những tờ sóc đều, tôi đang chờ 4-5 con ca thì là hay nhất. Chứ còn nếu chỉ 1-2 con ca thì không ăn thua. Chờ 4 con ca ra đủ và chém 4, tôi nghĩ sẽ là rất tuyệt vời dành cho game thủ Hello Chiboy. 4 con ca cộng với những con chém 4 này. Đây sẽ là một tờn rất hay. Một tờn công dành cho game thủ Hello Chiboy. Đủ 4 con ca sẽ bắt đầu lao vào và vẫn sóc đều ca là ổn. Cũng đang hơi vói. Chém thì vẫn đang sắp đều. BL thứ 3 bắt đầu cẩu rồi. BB đã phát hiện rằng Chiboy là người có cả để ngựa chém để chặn đường những con
cùng giờ ra bắn ra, bây giờ cứ giã rồi, giã cái đi nhìn thế gỗ, tiếp tục dần hai dần ăn này ra ăn vàng luôn, ra ăn vàng ở bãi vàng thứ hai, cầu BB và cầu cả BM đây rồi, và nghe và chém tơn này thoải mái luôn, tách một vài những con chém lao vào, còn lại những con chém ở phía bên ngoài vẫn chưa trinh sát được những con cùng giờ. Làm lại 70-88 tới từ chim bòi. Chim bòi đang đánh rất hay. Rồi lao vào và ca cẩu luôn cả cung gờ. Đây là những con chém 4. Dám là con chém 4 cộng đồng máu nữa, nhưng DC thì chưa được thiết kế ở thời điểm này. Vẫn là những ca cẩu tới từ cầu thủ hay đồng chim bòi đẩy cẩu nhà. Sẽ là lao được vào luôn. Rồi đã lọt nhà của những đứa gì. Ca hết công dụng của mình. Bây giờ thì những con chém 4 sẽ hoành hành trong nhà của những đứa gì. Cần đập một tên BC lên đầu máu không? Tôi nghĩ là có. Ở nhà đập BC lên đầu máu. Liên tiếp là chém thẳng vào ruộng của đối phương. Một tên đầu máu sẽ làm cho những con chém của Roma chém 4 này sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Tỷ lệ thắng đang là cực cao dành cho tuyển thủ Hello Chip Boy. Chip Boy xô vào để ăn gà. Nhưng gà vẫn đang cầu rất ghê. Hôm nay là 72 và bạn có thể thấy được rằng số lượng đồ của Chip Boy là cực kỳ nhiều. Và sắp thêm và tỷ số là 1-0 dành cho Chip Boy trong trận thi đấu đầu tiên. Rất khỏe. Vâng, một trận đánh mà game thủ BB nhà không. Nhưng pha công ca là rất ghê. Vâng, đập một lúc rất nhiều những nhà chính để sóc dần dành cho BB. Rồi đánh gây dây, BB đã bị Chip Boy công rát hơn. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây. Keo giam đầm Chip Boy BB và ngày hôm nay sẽ đánh nhiều C.